Cười lên em ơi. Lục. Em cười lên em Lục ơi. Chào cô Hằng. Tươi nhất của đoàn đấy. Các thành viên tươi lên tí đi. Các em tươi lên nhé. Yeah.
Đây toàn bộ là người chủ hóa nhá, toàn nhìn thấy không? Ờ, không có một người nào xấu, toàn người đẹp ấy. Đẹp không? Đẹp. Đẹp biết sao? Chủ hóa người nào mà xấu chuyển đi cưng hết rồi. Đẹp biết sao? Các bà có mỗi khu 3B đẹp hay còn các khu khác thì không, à? Cả xã. Xã chủ hóa là toàn người đẹp, à, người xấu chuyển đi cưng hết rồi. Đúng rồi. Đó. Cái xấu nó cho đi thi cương hết à? Chuyển hết rồi. Mình là người đẹp mình giữ lại, còn cái xấu mình chuyển đi thi cương hết à? mệt hơn cả người rước kiệu. Mày ai bắt anh mà? Anh là những bộ đội thật ở Hà Nội đấy à? Để có tiền cho nó mấy đông nước nhỉ? Đứa nào không cho? Không có tiền. Các bạn cứ không có tiền để có tiền cho ngay. Kìa đi nhìn đi kìa. Chào Ngọc nhé, đang đi lễ hội Đền Hùng. Mày không đi gọn cho đợt kiểu đi kìa. Cái đạp cho mình là chiếu đâu lên rồi đi à, kiểu Thank you.